Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Doanh nghiệp chăm lo điều kiện làm việc của công nhân trong những ngày hè nắng nóng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hoàng tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ xây dựng bể bơi phục vụ cộng đồng. 82% doanh nghiệp được khảo sát muốn giảm quy mô và ngừng kinh doanh. Các bước thực hiện dự án đầu tư vào trong cụm công nghiệp. Mà hoàn thiện để đi vào đầu tư xây dựng thì khoảng độ 6 tháng. Tiếp đó là phóng sự Điện lạnh Hòa Phát cải tiến công nghệ để chiếm lĩnh thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết của chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, qua 5 tháng đầu năm, Tổng Công ty May Hưng Yên không chỉ nỗ lực giữ vững việc làm, thu nhập bình quân của hơn 2.000 công nhân đạt trên 10 triệu đồng một người một tháng, mà còn làm tốt công tác chăm lo đến môi trường, điều kiện làm việc cho người lao động. Trong những ngày hè oi bức, toàn bộ nhà xưởng sản xuất của công ty đã được lắp đặt điều hòa trung tâm giúp người lao động làm việc trong môi trường luôn thoáng mát. 6 lần được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng giải thưởng doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động. Tuy là thời tiết ngoài trời rất nóng lực, nhưng mà trong xưởng chúng tôi có điều hòa trung tâm nên là trong cái môi trường làm việc thì rất thấy thoải mái và làm việc thì không khí mát mẻ. Bắt đầu từ năm 2021 thì doanh nghiệp cũng đã lắp điều hòa trung tâm cho 100% các cái dây chuyền sản xuất, rồi là nâng cao cái chất lượng bữa ăn cho người lao động, rồi là tổ chức các cái hoạt động để nâng cao cái đời sống tinh thần cho người lao động. Thì trong đó thì hàng năm thì chúng tôi đều cùng với người sử dụng lao động tổ chức cho người lao động đi tham quan du lịch. Sản phẩm thế mạnh công ty đang sản xuất là sơ mi, quần Âu, jacket và quần áo thể thao xuất khẩu sang thị trường Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Vừa qua, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính Quốc gia có báo cáo gửi Thủ tướng kết quả khảo sát gần 10.000 doanh nghiệp, trong đó 82% muốn giảm quy mô, ngừng kinh doanh. Số liệu này phản ánh cộng đồng doanh nghiệp cả nước đang gặp rất nhiều khó khăn. Cũng trong số liệu của cuộc khảo sát trên, có đến 84% doanh nghiệp đánh giá hiệu quả điều hành và hỗ trợ của chính quyền địa phương ở mức chưa tốt. Doanh nghiệp kiến nghị hạn chế thanh tra kiểm tra doanh nghiệp, không ban hành thêm văn bản mới tạo gánh nặng chi phí thủ tục. Đơn cử như quy định về phòng cháy chữa cháy khiến hàng nghìn doanh nghiệp cả nước phải đóng cửa, tốn thêm nhiều chi phí nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu so với quy định. Hay tại Hà Nội, một doanh nghiệp phải mất hơn 500 ngày để được cấp chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, dù doanh nghiệp đã có khu đất đáp ứng đầy đủ các điều kiện. Rõ ràng trên đây là những số liệu mà các cơ quan chức năng từ trung ương đến địa phương cần phải xem xét điều chỉnh để hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp. Do diện tích ao hồ ở các địa phương bị ô nhiễm và thu hẹp, dẫn đến thiếu nơi bơi lội cho trẻ em trong dịp nghỉ hè, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hoàng ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã đầu tư xây dựng bể bơi phục vụ cộng đồng. Do thời gian khai thác của bể bơi thường chỉ kéo dài trong ít tháng mùa hè, tính về hiệu quả đầu tư kinh tế không cao, nhưng doanh nghiệp vẫn quyết tâm xây dựng bể phục vụ nhân dân trong vùng, đặc biệt là để giúp trẻ em có sân chơi bổ ích trong thời gian nghỉ hè. Bể bơi có tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng, được chia làm 3 khu, bao gồm khu bể bơi dành cho trẻ em, khu bể bơi dành cho thanh niên, người lớn và khu nhảy cầu. Các sông hồ ấy rất là ô nhiễm, nó không đảm bảo để cho các cháu tập bơi được. Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Hoàng đã đầu tư xây dựng bể bơi gần 7 tỷ đồng và để phục vụ cho cái mục đích cộng đồng vui chơi và giải trí mùa hè. Trong những ngày hè nóng lực này, bình quân mỗi ngày có từ 200 đến 300 lượt người đến bơi, đa phần là trẻ em và thanh niên. Ngoài ra, bể bơi còn tổ chức dạy bơi giúp phòng tránh tai nạn đuối nước. Bình quân mỗi năm, bể bơi Minh Hoàng dạy biết bơi cho từ 500 đến 700 trẻ em. Dịp hè, bể bơi không chỉ là nơi trẻ em vui chơi, rèn luyện sức khỏe ngoài trời lành mạnh mà còn giúp các em hạn chế chơi trò chơi điện tử. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên nhận được nội dung phản ánh của công ty trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng trên địa bàn xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm về việc đề nghị thanh toán theo tiến độ cam kết trong hợp đồng kinh tế thi công dự án mạng lưới và hệ thống xử lý nước thải Hưng Yên do Ban Quản lý Dự án thành phố Hưng Yên làm chủ đầu tư. Được biết, tháng 7 năm 2017, công ty Chiến Thắng có ký hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hanbeck đến từ Hàn Quốc. Đây là nhà thầu chính của dự án. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án thành phố Hưng Yên bằng vốn vay ODA của Hàn Quốc và một phần vốn đối ứng ngân sách. Trong nội dung phản ánh, công ty Chiến Thắng đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu chính sớm thanh toán số tiền còn lại. Đề nghị chủ tư, Ban Quản lý Dự án can thiệp
nhà thầu chính Hamburg sớm thanh toán cho chúng tôi để chúng tôi khỏi phải khó khăn. Số tiền tiền thuế này vào tỷ 7 này, tiền xây lắp khối lượng còn nợ tổng là khoảng 7 tỷ rưỡi nữa. Qua tìm hiểu của phóng viên, tổng giá trị hợp đồng gần 79 tỷ đồng. Nhà thầu phụ đã hoàn thành phần việc xây dựng và bàn giao đưa công trình vào sử dụng từ tháng 6 năm 2022 và đang trong 12 tháng bảo hành. Theo quy định của hợp đồng, trong 12 tháng bảo hành, nhà thầu phụ có trách nhiệm khắc phục những lỗi phát sinh nếu có. Đến hết tháng 6 năm 2023 là hết thời gian bảo hành, dự án không có lỗi phát sinh theo hợp đồng, chủ đầu tư và nhà thầu chính sẽ phải thanh toán số tiền còn lại theo đúng nội dung hợp đồng. Câu chuyện nhiều doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng sang nước ngoài bị lừa đảo, không thanh toán được tiền đã có nhiều vụ việc xảy ra. Để việc hợp tác đạt kết quả bền vững, đòi hỏi doanh nghiệp Việt phải tìm hiểu kỹ quy định, điều khoản hợp đồng và cả quy định pháp luật của nước đối tác, nhằm đảm bảo việc hợp tác giữa hai bên cùng có lợi. Thưa quý vị và các bạn, trong phần hỏi đáp doanh nghiệp kỳ này, mời quý vị cùng đến với nội dung trả lời của ông Nguyễn Ngọc Khánh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên với câu hỏi của doanh nghiệp có nội dung như sau. Các bước thực hiện dự án đầu tư vào trong cụm công nghiệp. Nhà đầu tư khi đầu tư vào trong cụm công nghiệp thì phải thực hiện các cái bước như sau. Bước thứ nhất, ký thỏa thuận với nhà đầu tư hạ tầng về việc thuê lại quyền sử dụng đất hoặc tài sản nhà xưởng đã đầu tư trên đất và cơ sở hạ tầng của cụm công nghiệp. Bước thứ hai là thực hiện hồ sơ để xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu cần, nhất là đối với nhà đầu tư nước ngoài. Bước thứ ba là thực hiện cái phê duyệt cái mặt bằng quy hoạch tổng thể và cái thiết kế xây dựng. Và bước thứ tư là thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc là xin cấp phép về môi trường. Thì tổng thời gian để mà thực hiện tất cả các công việc đến khi mà hoàn thiện để đi vào đầu tư xây dựng thì khoảng độ 6 tháng. Qua số điện thoại của chương trình là 0363089089 và hòm thư điện tử tại địa chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp đã nhận được nhiều câu hỏi của doanh nghiệp và cá nhân về các nội dung khác nhau. Các câu hỏi sẽ được chương trình chuyển đến các ngành chức năng liên quan trả lời vào các số sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, thời gian qua công ty trách nhiệm hữu hạn điện lạnh Hòa Phát thuộc tập đoàn Hòa Phát nằm trong khu công nghiệp Phố Nối A đã không ngừng cải tiến công nghệ, nâng cao và đa dạng các dòng sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường. Sản phẩm sử dụng công nghệ Invector giúp giảm điện năng tiêu thụ khoảng 30%, sử dụng ga lạnh thân thiện với môi trường. Sản phẩm điều khiển bằng Wi-Fi có thể đồng bộ trên điện thoại và thành lập phòng chuyên về nghiên cứu phát triển sản phẩm. Đây là 4 thay đổi lớn về công nghệ và quản trị mà công ty trách nhiệm hữu hạn điện lạnh Hòa Phát đã áp dụng vào sản xuất các sản phẩm điều hòa tủ lạnh, tủ đông và tủ mát trong thời gian qua. Với cái sự đổi mới cải tiến cũng như là thích ứng với này sự phát triển của xã hội thì đã đáp ứng được một số cái công ăn việc làm, cuộc sống của công nhân thì càng ngày càng được nâng lên. Với định hướng, các sản phẩm hướng tới phân khúc khách hàng bình dân, nhưng không vì thế mà việc ứng dụng các công nghệ tiên tiến và sản phẩm bị doanh nghiệp xem nhẹ. Ngược lại, nhiều công nghệ mới đã được áp dụng vào sản xuất để tạo ra sản phẩm tốt hơn, có nhiều ưu việt hơn nhằm chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ. Qua 5 tháng đầu năm 2023, sản lượng sản phẩm tiêu thụ tăng so với cùng kỳ các năm trước. Bình quân mỗi năm, công ty bán ra thị trường 500.000 sản phẩm, bao gồm 200.000 chiếc điều hòa và 300.000 tủ lạnh, tủ đông, tủ mát. Công nhân trong công ty công việc cũng rất ổn định, đời sống anh em công nhân cũng tương đối ổn định, mức lương bình quân của công nhân cũng đạt từ 9 đến 11 triệu một tháng. Đi liền với cải tiến công nghệ để sản phẩm chiếm lĩnh thị trường thì một trong những mục tiêu mà điện lạnh Hòa Phát đang hướng tới là liên kết sản xuất với những doanh nghiệp thế mạnh cả trong và ngoài nước để tăng tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm, thúc đẩy công nghiệp phụ trợ trong nước phát triển.
Thời lượng của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý doanh nghiệp và cá nhân có những thông tin cần phản ánh trong chương trình hay những câu hỏi cần cơ quan chức năng trả lời giải đáp, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Phòng Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.